Mặc dù đầu ấm tay gối thì tâm trí của em vẫn không thuộc về ai. Lương tâm em đổi thay bởi vì em thích vui hơn là yêu. Vì đời là thế, tiền bạc vật chất đã thay lòng con người. Cuộc sống mấy ai hướng đâu là ngay, đâu là sai lầm. Nếu biết trước anh thà không mơ, anh thà không yêu, thì giờ đây anh có bối rối cũng chỉ là quá đường. Giọt nước mắt chảy ngược đã làm anh tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt chảy ngược hỏi tại sao em không công bằng với. Giờ em đã hai mặt, bỏ đi thật xa, vô tư bình thường. Giờ em đã quay về, biết đắng biết cay, chút lấy tình đời. Mặc dù đầu ấp tay gối thì tâm trí của em vẫn không thuộc về ai. Lương tâm em đổi thay bởi vì em thích vui hơn là yêu. Vì đời là thế, tiền bạc vật chất đã thay lòng con người. Cuộc sống mấy ai hiểu được, đâu là ngay, đâu là sai lầm. Nếu biết trước anh thà không mơ, anh thà không yêu, thì giờ đây có bối rối cũng chỉ là quá đường. Giọt nước mắt chảy ngược đã làm anh tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt chảy ngược hỏi tại sao em không. Giờ em đã hai mặt, bỏ đi thật xa, vô tư bình thường. Giờ em đã quay về, biết đắng biết cay, chuốt lấy tình đời. Giọt nước mắt chảy ngược đã làm anh tổn thương quá nhiều. Giọt nước mắt chảy ngược hỏi tại sao em không công bằng với anh. Giờ em đã hai mặt, bỏ đi thật xa, vô tư bình thường. Giờ em đã quay về, biết đắng biết cay, chuốt lấy ưu phiền.